Yes. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ học tiếp Unit 4 ha. Và mục tiêu là sẽ học hết trang 33. Nếu mà học được hết trang 33, còn nhiều thời gian thì cô sẽ cho xem phim. Rồi. Rồi, thấy chưa? Thấy màn hình của cô thế nào? Rồi bây giờ cô sẽ cho nghe ha. Đợi cô giúp xíu. Family and friends. So. Rồi, để chúng ta nghe bài đọc ha. Yes, yes. Water ski. Hello, Mum. We're having fun at the beach. That's good. Is Max in the sea? No, he isn't. He's reading his book. Is Holly in the sea? No, she isn't. She's playing with her ball. Leo is in the sea. Oh, yes. Leo likes snorkeling. He isn't snorkeling. He's surfing. He's very good. Look, Leo is standing on his hands. Wow. Oh, no. Leo is falling. Leo isn't surfing now. He's swimming. Rồi, nghe lại ha. 37. Listen and read. Hello, Mum. We're having fun at the beach. That's good. Is Max in the sea? No, he isn't. He's reading his book. Is Holly in the sea? No, she isn't. She's playing with her ball. Leo is in the sea. Oh, yes. Leo likes snorkeling. He isn't snorkeling. He's surfing. He's very good. Look, Leo is standing on his hands. Wow. Oh no, Leo is falling. Leo isn't surfing now. He's swimming. Right, okay. Rồi bây giờ cô sẽ dịch ha. Cô dịch xong thì cô sẽ cho đọc lại shadowing. Có nghĩa là sao shadowing? Có nghĩa là nghe hết một câu, đọc lại một câu đó cho cô. Được không nào? Rồi, hello mom, we are having fun at the beach. Là chào mẹ, con tụi con đang chơi rất là vui ở biển, bãi biển. That's good, is Max in the sea? Oh, đã vậy. Max có ở đó không? Max có trên biển không? No, he isn't. He's reading his book. Không, anh ấy đang đọc sách của anh ấy. Is Holly in the sea? Holly có ở trên bãi biển không? No, she isn't. She's playing with her ball. Không, em đang chơi với lại trái banh của em ấy.
Nhưng mà Leo is in the sea. Nhưng mà Leo đang ở trên biển. Oh yes, Leo likes snorkeling. Nhưng mà Leo rất là thích snorkeling là gì? Nói cô nghe. Cô Locun là lặn ạ. Rồi, xong rồi Amy mới trả lời là he isn't snorkeling, he's surfing, he's very good. Surfing là gì nào? Surf là gì? Shop là trượt đã, trượt ván á. Lướt sóng, ha? Lướt sóng. Lướt sóng. Look, Leo is standing on his hands. Nhìn kìa, Leo đang đứng bằng hai cái tay của anh ấy. Oh no, Leo is falling. Trời ơi, Leo té rồi. Leo isn't surfing now, he's swimming. Leo không có đang lướt sóng nữa, ảnh bơi rồi. Ok chưa? Rồi bây giờ nghe lại từng câu, shadowing từng câu cho cô nhé. Hello, Mum. We're having fun at the beach. That's good. Is Max in the sea? No, he isn't. Lại nha, lại câu đầu cho con. Hello, Mum. We're having fun at the beach. Rồi, đọc lại. Hello, Mum. We having fun at the beach. Rồi đọc lại y chang câu này cho cô nè. Hello, Mum. We're having fun at the beach. Hello, Mum. We are having fun at the beach. Rồi tiếp. That's good. Is Max in the sea? No, he is. That's good. Is Max in the sea? That's good. Is Max in the sea? No, he isn't. He's reading his book. No, he isn't. He's reading his book. Is Holly in the sea? Is Holly in the sea? No, she isn't. She's playing with her ball. No, she isn't. She's playing with her ball. She's playing with her ball. Đọc lại nào. She's playing with her ball. She's playing with her ball. Leo is busy. Oh, yeah. Ngọc nào. Leo in the sea. Leo likes snorkeling. Ơ, quên, cô chưa có được ô chết hả cô? Lại nha. Leo is in the sea. Oh, yes. Leo likes snorkeling. Oh yes, Leo nice snorkeling. Rồi từ đó đọc là sao nào? Đọc lại nha. Leo is in the sea. Oh yes, Leo likes snorkeling. Oh yes, Leo nice snorkeling. 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 He isn't snorkeling. He's surfing. He's very good. He isn't snorkeling. He's surfing. He's very good. Look, Leo was standing on his hands. Look, Leo is standing on his hands.
Wow! Wow! Oh no! Leo is falling! Oh no! Leo is falling! Leo isn't surfing now. He's swimming! Leo isn't surfing now. He's swimming. Ok, rồi, giỏi. Rồi, cái này là chúng ta đã dịch, đã đọc và đã hiểu hết rồi ha. Rồi, bây giờ cô dạy qua phần ngữ pháp. Thì ở đây, hôm nay chúng ta sẽ học thì hiện tại tiếp diễn. Có nghĩa là sao? Cái việc nó đang diễn ra ngay tức khắc, ngay tại thời điểm này. Đúng không? Thì chúng ta sẽ thêm verb in vào. Rồi, cái công thức của cái bài này là cái công thức của cái ngữ pháp này là sao? Rồi đợi cô chút xíu nha, cô sẽ viết công thức. Rồi, công thức của ngữ pháp này là subject. Nói cho cô nghe subject là gì nào? Subject là yêu thích ạ. Subject không phải là yêu thích, subject ở đây là chủ ngữ. Chủ ngữ. Chủ ngữ có thể là I, you, we, they, he, she, it, đúng không nào? Hoặc là tên cụ thể, tên cụ thể, đúng không? Phần subject thì chúng ta đang học chưa nào? Subject rồi ạ. Đúng không? Chúng ta học rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải cộng với lại cái gì đúng không? Rồi, ở đây thì sẽ cộng cho cô là am, is, are. Nói lại cho cô nghe khi nào mình dùng am, khi nào mình dùng is, khi nào mình dùng are nè. Cô khi am là sẽ có is. À, khi có am sẽ là I ạ. Còn he is là he, she, it ạ. Còn a là còn a còn a là with là are you with they ạ. You with they ha, ai đã là em rồi. Rồi, ok, giỏi, cộng cho cô thêm verb in. Verb in có nghĩa là sao? Verb in có nghĩa là cái verb nguyên mẫu của nó, cái động từ nguyên mẫu của nó mà mình sẽ thêm in vào. Ha, mình sẽ thêm cái chữ in vào giống như là trong cái bài này. Đây, nhìn đây cho cô. Thấy ở đây người ta cái chữ sail xong người ta thêm chữ in vô không nào? Nè, giống như chữ swim thì người ta thêm chữ min vô. Rồi, cái chữ swimming này á, chúng ta phải thêm một chữ m vô. Thì thêm cái chữ, tại sao lại thêm cái chữ m này vô thì cô sẽ giải thích sau. Nhưng mà trước mắt nhớ cho cô riêng cái chữ swimming chúng ta phải nhân đôi cái chữ m này lên được không nào? Và chúng ta thêm verb in. Còn những từ còn lại thì chúng ta sẽ thêm verb in vào thôi. Có giống như là I'm swimming, I'm not swimming ha. Thì cái phủ định thì chúng ta chỉ cần thêm not vô như là bao nhiêu lần mình vẫn làm. Được không nào? Ở đây có gì không hiểu không? Nói cô nghe nè. Rồi nếu mà đã hiểu rồi thì làm cho cô bài tập tiếp theo, bài tập số 3 và bài tập số 4 đi nè.
Rồi xong rồi ạ. Ok rồi, bây giờ cô sửa nha. Rồi. Câu 1. She's windsurfing là hình nào nào? Windsurfing. Windsurf là gì nào? Windsurf là ở hình là ở F. Đúng rồi, F. Rồi, they are snorkeling. Snorkeling. Nè. Ai ạ. Ê, đúng nha. Tiếp nè. Tiếp đi. He's diving. Diving là B ạ. He's diving. D, ok. Đấy lặn đúng không nè. Rồi. He's water skiing. Một cô làm là C ạ. Water skiing. C. Đúng rồi hả? Tiếp. He's kayaking. Một cô là E. E. Rồi. Tiếp. They're surfing là đi đúng nè. Rồi. Giỏi. Đúng nè. Tiếp. Number 2. She. She isn't playing with a ball. She reading a book. She isn't playing with a ball. She's reading a book. Tiếp ha. Tiếp nào. Đây. They're taking photo. They aren't drawing picture. They are taking photos. Đúng nào. They are drawing pictures. Rồi, tiếp. We aren't swimming. We are windsurfing. We aren't swimming. We are windsurfing. Right. Okay. Bây giờ cô sẽ cho làm một cái quiz gì đi ha. Là một cái quiz gì để mà ôn bài luôn. Quiz gì có bao nhiêu câu ấy cô? Quiz gì? Quiz gì ở cái trò trên web ấy mà cô bây giờ cô... thì quiz gì đấy thì cái quiz gì đấy cô tạo ra hay cô tìm trên web cô? Cô tìm trên web. Cô làm. Cái đấy thì có được xem cô có biết là bao nhiêu câu không cô? Đó, cô đang xem này, cô đang xem cái nào ok. Cô sợ mà gần 100 câu rồi chứ. What animal? Wow, ở trên này thì nó không, mấy cái bài nó không có hợp lý lắm. Nó hơi... Rồi, thôi, để mai mốt ôn một lần đi. Rồi, bây giờ mở vở ra viết cái này xuống cho cô cái. Cái subject nè.
Rồi, ok, tiếp theo ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm tới bài này. Rồi, bây giờ bài này là speaking. Nhưng mà bây giờ cô sẽ cho một thời gian để mà đang ngồi viết cho cô hai đoạn. Rồi, hai đoạn này viết cái gì? Đoạn đầu tiên là mô tả hình A cho cô ha. Rồi, bây giờ mô tả hình A với lại những cái từ mà người ta có cho mình ở trên này nè. Người ta cho mình những cái từ như là eating sandwich, eating ice cream, cái thứ ở trên này nè, có thấy không? Rồi, bây giờ làm sao một dựa vào những cái từ này mô tả hình A cho cô và những cái từ này mô tả hình B cho cô, sau đó gửi trong chat box cho cô. Được chưa? Có viết từng cái, có viết là A xong đóng ngoặc cho cô. Viết là A xong mở ngoặc, viết là anh ấy đang làm gì, anh ấy mặc cái gì, anh ấy đang nhìn cái gì. Nó giống như cái mẫu câu này nè. Cái mẫu con câu viết từng cái một đúng không? Viết từng cái một. Viết đi nha, cô cho 5 phút để viết, đoạn ngắn. Có 1-2 câu ạ.
Thôi cô. Ở bức tranh A thì con thấy ở kia người... cái người đang ngắm cảnh kia thì đấy là gì cô? Ngắm cảnh đúng không? Ở đây người ta có cho mình cái từ là look at a birds nè. Đây là cái hình này. Còn ở đây là look at a fish. Thấy không? Ở trên này người ta có cho mình từ này, mình chỉ để xuống thôi. Thôi cô với con áo ra. Ok, nhắn tiếp đi, cô nhắn tiếp. Thưa cô. Sao á? Có một từ là có một từ sờ u là đúng rồi từ đấy cô. À, sunglasses. Đọc lại cho cô nè. Sunglasses. Sun nè, cái từ mặt trời nè, thấy không? Sunglasses là mắt kính. Có nghĩa là kính, kính mát á, kính đi nắng. À, đúng rồi. Kính đi nắng á, sunglasses.
Shop. Đâu? Đăng ơi, cô đang nói là viết nguyên một câu ra cho cô. Ví dụ như là he is surfing, he is eating ice cream, giống như là cái câu mà người ta viết mẫu cho mình ở đây nè, chứ đâu có viết ra cho cô mấy cái từ giống như vậy được. Viết lại cho cô nào. Hai con ra cô Cái chỉ cần tìm hai câu ra cô không, cô đang nói là viết hết bốn câu, bao nhiêu từ nó thuộc cái hình đó mà em tìm ra được thì em viết hết thành câu cho cô, không có để một cái chữ như vậy rồi gửi, mình đâu có nói chuyện như vậy được. Còn cái đây là cái bài nói mà, nói thì phải nói cả câu chứ. mừng. Cô thấy như thế có cần viết từ isn't, có cần viết này, có cần viết the boy isn't gì không, hay chỉ cần viết luôn ở ra, hay viết luôn câu ra không cần viết isn't? Viết isn't là sao? Có nghĩa là bây giờ phải mô tả một cái bức hình, đúng không? Bây giờ người ta cho mình A và B, mình phải mô tả cho cái người nghe hiểu được trong cái bức hình đó là hình A hay hình B. Nhiệm vụ của Đăng bây giờ là viết cho cô những câu nó có thể miêu tả hình A hoặc là hình B. Cô không cần biết là E hay isn't, cái đó đề nó không có yêu cầu, đúng không? Người ta đâu có yêu cầu mình viết E hay isn't đâu. Có nghĩa là sao? Mình viết sao cũng được, miễn sao đọc vô biết ok đó là hình A, ok đó là hình B, được chưa? Chỉ cần viết một câu thôi quả. Bao nhiêu câu cũng được, bao nhiêu từ thì bao nhiêu câu cũng được. Cô sẽ viết một câu hỏi cho người ta xong trả lời ông đúng không cô? Cô sẽ viết một câu hỏi xong cô trả lời cô. Không, cái người trả lời phải là cái người nghe. Bây giờ Đăng đang đóng vai là cái người mô tả cho cái người nghe là cái hình đó sẽ là hình A hay hình B. Người ta đâu có nhìn, nói chung là đóng trong một cái vai là người ta không nhìn thấy hai cái bức hình này, được không? Thì bây giờ người ta cần được mô tả nên người ta biết đó là hình A hay hình B. Thì bây giờ mô tả làm sao đó chứ, bây giờ đặt câu hỏi rồi ai rồi Đăng trả lời rồi cái người nghe người ta nói cái gì. Thế thì con đặt tương tự giống của người ta đặt không cô?
Thôi Nếu nói chung ta là đọc người ta đọc nói chung là boy the boy isn't đâu phải là câu hỏi đâu, có nghĩa là ở đây người ta kêu là anh ấy không có đang ăn ăn kem mà anh ấy ăn sandwich. Người ta không ăn kem, người ta ăn sandwich thì chắc chắn đó là hình B. Thì cô cần bây giờ đang làm lại giống gì cho cô được không? Anh ấy không có đang eating, anh ấy không có đang water ski mà anh ấy surf. Vậy đó là hình nào? Đó. Đặt cho cô tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 4 câu. Giống như cái mẫu câu giống như thế này nè. Thế thì ban đầu cũng sẽ viết là the boy is gì đó, xong tiếp theo con nói, xong tiếp theo con lại giống người ta đúng cố. Được, được. Vâng ạ. Cô đang thấy agrim chưa? Cô agrim chưa? Cô lại viết nhầm ơ cô. Cái gì? Nói cái gì? Nói từ từ thôi đây. Agrim. The boy isn't eat a sandwich. Không cần viết lại đâu, không cần viết lại đâu. Thì con phải viết là un agrim. Rồi nói tiếp đi Đăng. Cái câu kia là I cream nếu có nếu mà người ta ấy, nếu mà ví dụ mà isn't eating an ice cream rồi thì có được viết ngược lại người ta được không cô? Viết ngược lại cũng được. Được. Thế không Thì cần. cứ viết hai ảnh là A, hai ảnh là B đi. Ví dụ như là ở đây người ta mô tả là B rồi đúng không? Bây giờ mình đổi ngược lại để mình mô tả hình A nè. Xong rồi bây giờ mình có cái này là hình A rồi đúng không? Thì cho cô cái này là hình A luôn. Rồi hai cái ở dưới này là mô tả hình B. Đó, hai cái dưới này là mô tả hình B. Được chưa? Rồi, cô viết đi rồi lát cô sửa, cô chỉ sửa để mà dễ nói hơn thôi. Viết thôi. Sai thì cô Rồi. sửa. He eating có kia con biết nhà mình đáng lẽ là ân luôn nha. Hả? Đang nói cái gì vậy? Cái câu là he eating ăn ice cream kia với nhầm thành
Em đi xong rồi đuổi rồi cô ơi. Thì viết thêm lại. Bây giờ cái vấn đề của Đăng là cái gì vậy? Thì Cái cô vấn đề mà Đăng đang hỏi cô là cái gì á? Đừng có đọc cái câu đó, hỏi cô cái vấn đề mà Đăng đang gặp phải là đang bị cái gì? cái câu kia con định nhầm ơ tiếng Anh rồi, thì câu đấy con có được thì con câu đấy con làm na như cô. Ừ. Rồi. Đó, mai mốt hỏi, không có cần đọc cho cô, hỏi cho hỏi từ từ để cô biết cái câu nào, chứ hỏi đọc một đống gì cô không có hiểu. Được không? Rồi, cái nào sai thì chưa có sửa cho nên có thể làm lại. The boy isn't eating a sandwich, he is eating an ice cream. Rồi, làm cho cô tiếp 4 câu đây, làm lẹ lên nào. Nhanh lên, nhanh lên. Một cái công thức đó thôi, mình sẽ ráng làm sao mà mình nhìn vô mình biết đó là hình nào. The boy isn't eating cookies.
the poison where. Rồi, coi lại nha. The boy isn't. Hồi nãy cô chỉ is, isn't cộng với lại verb gì? Có để là verb nguyên mẫu là chữ where không? Hay là mình phải làm gì sau đó? Check lại nha. Đâu rồi Đăng? Đăng đâu rồi? Nãy giờ mới viết được có hai câu vậy. Viết cho cô thêm hai câu nữa coi. Nãy giờ là nửa tiếng rồi. Cô có cái câu đấy thì cô không lặp lại cũng được. Cô lặp lại cũng được, không lặp lại cũng được quá. Cái gì cơ? Nếu cái đấy nó lặp lại cũng được, không lặp lại cũng được quá. Không lặp lại chứ. Bây giờ mình đã có cái cụm từ là eat sandwich rồi. Mình đã có cái vế eat sandwich với eat ice cream rồi. Mình đã có cái vế where rồi. Thì bây giờ hai câu tiếp theo phải là hai cái phần ở dưới là water với lại look at something. À.
Is a water skiing reception. Cô con xong rồi ạ. Ok, bây giờ cô số 2. The boy isn't. Rồi, câu đầu tiên nè. Biết sai gì không? Để cô chỉ là gì? The boy isn't phải cộng với lại verb in đúng không? Phải là ở đây phải là the boy isn't eating. Rồi, chữ ice cream ở đây thì sai ha. Phải là ice cream mới đúng chứ phải là ice cream. Rồi, đây là câu cô đã sửa lại. Được chưa? The boy isn't eating a sandwich. He's eating an ice cream. Thì sẽ là hình A đúng nào? Rồi, tiếp. Câu tiếp theo. The boy isn't wear a hat. He wear clean sunglasses. Rồi, câu này biết sai gì không? Chữ were phải có thêm in rồi là wearing. Rồi, wearing ha. Wearing, the boy isn't wearing a hat. He's wearing sunglasses. Rồi, ở dưới cũng sai tương tự luôn. The boy isn't water skiing. Đúng rồi, water skiing. Đúng không? Ở đây người ta nè. Water. Đây cái chữ, những cái chữ mà mình học người ta đã để đây rồi. Skiing. Thấy chưa? Rồi. The boy
water skiing. Rồi câu cuối. The boy isn't looking at a bird. Ha, chứ không phải là look at. Isn't. Hồi nãy cô chỉ rồi. Đâu phải cộng với lại verb in. Là phải thêm in vào. Đi. Rồi. Rồi đọc cho cô nghe bốn câu này. Cô đã sửa lại coi nào. Đọc từng câu một. The boy isn't eating a sandwich. He's eating an ice cream. Rồi đọc lại cho cô chữ ice cream. Ice cream. Ice cream. Rồi tiếp. The boy isn't eating. The boy isn't wearing a hat. He's wearing sunglasses. Không phải là glasses mà là glasses. Sunglasses. Are they? The boy isn't water skiing. He is surfing. The boy isn't water skiing. He is surfing. Tiếp nào. The boy isn't look at a bird and looking at a bird. He is looking at a fish. He is looking at a fish. Rồi bây giờ cô sẽ cho nghe cái bài hát này hai lần ha. Rồi. Có chút xíu nè. Còn mấy phút nữa là đưa rồi. Thế thì không được xem rồi. Tranh thủ đi. Học nhanh thì cô sẽ cho xem. We're playing at the beach today, we're having lots of fun. We're swimming and we're surfing and we're sitting in the sun. We all like playing at the beach, it's sunny here today. We can windsurf at the beach and we can swim and play. We're sailing in our little boat, we're playing. We're snorkeling and diving, there are lots of fish to see. We all like playing at the beach, it's sunny here today. We can windsurf at the beach and we can swim and play. Rồi, nghe lại nha. We're playing at the beach today, we're having lots of fun. We're swimming and we're surfing and we're sitting in the sun. We all like playing at the beach, it's sunny here today. We can windsurf at the beach and we can swim and play. We're sailing in our little boat, we're playing in the sea. We're snorkeling and diving, there are lots of fish to see. We all like playing at the beach, it's sunny here today. We can windsurf at the beach and we can swim and play. Right. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua trang 33. Hết trang 33 rồi chúng ta sẽ được xem rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ mở. Tôi cứ tưởng là phải hết 34 cơ. Anh đâu chỉ thứ 33.
33 thôi. Đợi cô chút Làm xíu, cô hôm đang qua, kiếm. làm hôm qua. Với cô tưởng là phải làm cả 34, làm hôm qua con học luôn 34. Ghê Listening vậy. Ghê vậy. Rồi, bây giờ 13. nghe nghe cái bài nghe cái bài này ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ học ông ồ. Thì chúng ta sẽ có những cái từ này nghe người ta đọc, sau đó cô sẽ cho nghe lại một lần nữa để đọc theo ha. Rồi. À, cô thấy bài tập về nhà thì có cần bài tập về nhà thì có cần đọc hai bài này không cô? Không không, bài tập về nhà thì không. Bài tập về Không nhà hôm nay cô sẽ cho bài khác ha. có tưởng Rồi. là quay video. Nghe nha. Mole. Mole. Wall. Tall. Small. Listen and repeat. Rồi, bây giờ nghe và đọc lại All. ha. All. Đọc lại nào. All. R. Mall. Mall. M. Mall. Chứ phải là ma. Mall. M. Mall. M. Wall. Wall. Word. Tall. 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 Small. 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 Rồi cái bài này thì chúng ta chỉ người ta chỉ yêu cầu mình khoanh những cái từ mà có o vô thôi thì cô sẽ không 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 cần làm nữa ha. Rồi. Bây giờ nói cho cô những cái từ mình vừa mới đọc ở trên đây, từ nào trong ảnh nào nói thì nó sẽ ra ảnh. Rồi, cái này người ta chỉ là cao đúng không? Cao thì có nghĩa là gì? Cao là Tall. tall, đúng rồi. Cao, tall. Tiếp theo, này là gì? Nhỏ xíu. Small. Nhỏ, small. Small. Người ta cầm con chuột Tiếp theo, Small. mall, đúng rồi, trung tâm thương mại. Mall. Tiếp theo, Bar. ball là quả banh ha. Rồi bây giờ nè, cô sẽ ra bài tập ở nhà. Bài tập ở nhà hôm nay là nhìn vào tấm hình này, cô sẽ gửi tấm hình này ở trong ba tấm ha, tổng cộng là ba tấm, hai tấm thôi. Rồi hai tấm thôi. Rồi bây giờ như thế này, nhiệm vụ của Đăng là làm bài tập về nhà là làm gì? Bài tập về nhà chúng ta sẽ Đăng phải quay video mô tả lại hai hình này, có nghĩa là cô nhìn vô cô sẽ biết hình nào là Đăng đang mô tả hình nào, được không? Dùng dùng cái ngữ pháp mà mình vừa mới học rồi đó, ngữ pháp. Cô gửi Zalo đó cô. Được được được, để cô xong rồi cô gửi. Em e r cộng bớt y nè, mô tả lại hai hình này trong vòng ít nhất là 1 phút 30 giây, được chưa? Rồi bây giờ cô gửi trong Con không biết là cô biết được là con làm được 1 phút 30 giây gì không. Thôi là cô, vậy. cả đĩa chụp đưa cho cô hay là hôm sau để cô chữa cô ấy à? Gửi nó nhờ mẹ gửi trong group cho cô là được rồi. Còn lại, con sẽ biết xấu. Chỉ cần gửi trước hôm hôm nói chung là gửi trước giờ học cho cô. Vâng. Nghĩ trước Rồi. không ạ?
Ok. Rồi bây giờ là thời gian để mà xem phim ha. Thì bây giờ muốn xem phim gì nè? Phải xem phim tiếng Anh á cô. Đúng rồi, phải xem phim tiếng Anh chứ. Cô mở YouTube lên đi cô, để con xem nha. Để con xem YouTube, mở YouTube hay phim? Cô đang định cho coi phim. Bây giờ này cô có những option sau. Option đầu tiên là Kung Fu Panda. Kung Fu Panda cô. Kung Fu Panda. Ok, Kung Fu Panda phần mấy? Không có tập full nữa cô. Kung Fu Panda nó có phần 1, phần 2, phần 3, phần 4. Thì có xem phần hết phần 3 rồi. À Vậy là bị hả? con hình như xem hết phần 3 rồi. Con xem phần 4 đi cô. Xin phần 4 à. Rồi ok. Đợi cô xíu cô chiếu cho. Con tưởng trong đấy có cả phần full. Phần full là từ tập 1 đến tập 3, tập 4 ấy. Nhưng cái đấy hình như là review. Không phải tiếng Anh. Rồi, thấy màn hình của chưa nào? Tôi thấy rồi ạ. Thấy chưa? Ủa? Bây giờ cô vẫn chia sẻ màn hình, cô vẫn... Không, cô nhìn thấy mặt hình như không nghe thấy. Cô vẫn làm như là hồi nãy giờ cô cho nghe. Con thấy người sư phụ còn nhỏ hơn cả luôn. Dragon warrior thing. What is it you're holding? A cookie? Other hand. Sư phụ này là một cái con. Sư phụ là một cái con như kiểu con trồn đấy. Tới đây thôi, 17 phút ha. Bữa sau học tiếp, xong tiếp thì cô sẽ cho xem tiếp ha. Cô ba teacher biết thì con làm nhanh hơn để con được xem cũng. Đúng rồi, cô đã nói hôm qua rồi mà. Là làm nhanh lên, xong rồi còn xem. Bye bye, see you. Cô ba teacher.